Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hadi Won tiết lộ bức thư tình của Trấn Thành, cộng đồng mạng phát hiện điểm chung đặc biệt của hai vợ chồng. Dù ở cạnh nhau 4 năm, cặp đôi Trấn Thành và Hadi Won vẫn luôn cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cả hai tương đồng về nhan sắc, sự nghiệp và tính cách. Mới đây, dân tình còn phát hiện thêm một điểm chung của cặp đôi, đó là chữ viết tay siêu đẹp. Hadi Won chia sẻ bức thư Trấn Thành tự tay viết khi cặp đôi chính thức quen nhau. Xin chào mừng bạn đến với Trấn Thành Thao. Chúc mừng bạn đã trở thành hội viên trọn đời của Trấn Thành Thao với chức vụ bà xã. Mãi yêu nhau và lãng mạn như thế nhé. Ngoài khen ngợi sự lãng mạn của Trấn Thành dành cho người yêu, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho nét chữ của nam MC. Nhiều người cho rằng dù nét chữ không phải thuộc dạng đẹp phổ thông nhưng lại khá rõ nét, nhìn như thư pháp. Ủng hộ đôi này ngay từ đầu, mà nhìn chữ của anh xin đẹp quá, dù không phải tiêu chuẩn của nhiều người nhưng rất dễ đọc. Nếu mình nhớ không lầm thì chữ của Harry cũng đẹp lắm, hai vợ chồng có nhiều điểm chung ghê. Trước đó, Hadi Won cũng từng khoe chữ viết tay bằng tiếng Hàn và tiếng Việt của mình. Thay vì đánh máy tính, Hadi Won vẫn giữ thói quen viết ra giấy và nhanh thuộc. Nét chữ siêu đẹp, tròn vành rõ chữ, nét nào ra nét đấy. Thậm chí, cô nàng còn chia thành ô vô cùng dễ đọc và tiện theo dõi. Thực tế, đường học tập của Trấn Thành và Harry lại khá trái ngược nhau. Hadi thuộc dạng con nhà người ta khi tốt nghiệp nằm trong top của trường đại học. Còn Trấn Thành lúc năm danh hài còn nhỏ, mẹ anh đã khóc mờ cả mắt, gào nát cả cổ chỉ để thuyết phục thằng con lì lợm, hung hăng chịu đi học môn tiếng Anh. Sau khi học hết cấp 3, anh thi đỗ trường sân khấu điện ảnh. Thế nhưng chỉ sau đúng một năm học tại trường thì Trấn Thành bị đuổi vì chạy show quá nhiều và nợ học phí. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.